Mến chào các bạn đến với giáo án mẫu yoga 20 bài liền, bài của ngày thứ 3. Như thường lệ chúng ta sẽ bắt đầu từ phần khởi động chung. Xoay tay bên trái trước. Đổi bên. Thôi, xoay cổ. Đổi bên. Nghiêng hai bên. Cúi trước sau. Vung tay. Vung lên. Thôi văng ngang. Thôi vừa rồng hai chân. Thôi, xoay hông. Đổi bên. Thôi xoay gối vào trong. Đảo ra. Chùm hai chân. Đổi bên. Thôi. Phần tiếp theo, căng cơ. Nghiêng trái. Đổi bên. Thank you.
Xoay trái. Đổi bên. Thôi này lên. Đan hai tay, vươn. Cong vai. Đổi bên. Căng tay. Đổi bên. Thôi, bước dầu hai chân. Mở mũi chân trái, nghiêng. Đổi bên. Gặp người. Ôm bên trái. Đổi bên. Thôi, đèo hông.
đổi bên. Thôi, để cô ấy. Đổi bên. Thôi, sọc sọc. Đổi bên. Thôi, vần người. Đổi bên. Thôi, để tay sang hai bên. Thôi, để của chân. Đổi bên. Nghiêng cạnh. Đổi bên.
thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần khởi động chuyên môn, bài chào mặt trời B. Trong chuỗi này chúng ta sẽ tập 5 lần nhé. Mời các bạn xoay sang bên phải thảm. Thật thoải mái, hai chân gót chân chạm vào nhau. Lần thứ nhất, chuẩn bị, bắt đầu. Hít. Thở. Hên. Thở. Hên. Thở. Thở. Hít. Thở. Thở. Hít. Thở. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hên. Thở. Hên. Thở. Thở. Lần thứ hai, bắt đầu. Hít. Thở. Hít.
thuyền. Thở. Thở. Hên. Thở. Thở. Hên. Thở. Thở. Hên. Thở. Hên. Hên. Thở. Hên. Thở. Hên. Thở. Lặp lại lần thứ ba. Hên. Thở. Thở. Hên. Thở. Hên. Thở. Hên. Thở. Hên. Thở. Hên.
Lặp lại lần thứ tư.
Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Lặp lại. Lần thứ năm. Hiền. Thở. Hiền. Thở. Hiền. Thở. Hiền. Thở. Thở. Hít. Thở. Hiền. Thở. Hiền. Thở. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hiền. Thở. Hiền. Thở. Thở.
kết thúc phần khởi động chuyên môn, chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng vài phút nhé. Rồi, sau đây mời chúng ta đến với phần khởi động. Đã qua phần khởi động. Rồi, sau đây mời chúng ta đến với phần chính nhé. Xoay người của mình sang bên trái thảm. Phần trọng động. Với tư thế đầu tiên là thế căng duỗi. Hai tay túm lên hai ngón chân cái nào, thẳng lưng của mình lên. Từ từ trải dài người về phía trước, được đến đâu hay đến đó nhé. Tập theo sức của mình. Quan trọng nhất là khóa thật chặt tư thế. Để có thể khóa được chặt tư thế, cách tốt nhất là nhắm mắt của mình lại. Tiếp theo là thả lỏng toàn bộ cơ trên gương mặt ra. Hơi cúi nhẹ đầu của mình xuống một chút. Thả lỏng toàn bộ khoang bụng xung quanh vùng rốn. Hít thở tự nhiên, bình thường. Đưa tất cả các giác quan của mình vào sâu trong người. Tập trung vào những cái vị trí mà cơ thể của chúng ta đang tập luyện thông qua tư thế động tác. Cụ thể ở tư thế này, lực kéo ở tay phải thật ổn định và cái lực bị kéo ở chân cũng phải thật ổn định. Càng khéo léo thì chúng ta càng nhạy cảm dần lên. Để có thể lựa chọn cho mình một cái lực kéo thật là vừa sức, sao cho cái cảm giác đau mỏi nó đến nhưng mà phải là cảm giác đau mỏi dễ chịu thoải mái. Giống như chúng ta massage đấy, chứ không phải là cảm giác đau mỏi khi chúng ta quá đà làm một việc gì đó quá, gắng sức quá. Từ từ buông lỏng, nhổm dậy. Hai tay đưa xa về sau, thế căng người. Cố gắng hai tay cao bằng nhau nhé. Úp lòng bàn chân của mình xuống, đẩy lên. Hướng gương mặt lên phía trên. Đây là một động tác khá là khó, vì chúng ta phải tập trung rất là nhiều sức. Đẩy cao toàn thân lên. Nếu như chúng ta không khéo, chúng ta đẩy một lực mạnh quá thì rất là nhanh hết sức. Nhưng nếu như chúng ta đẩy nhẹ quá thì chúng ta không cảm nhận được cái sự dễ chịu thoải mái từ tư thế đem lại cho cơ thể chúng ta.
Chính vì vậy mỗi ngày chúng ta phải ước lượng thật là khéo cái lực đẩy sao cho thật là vừa với sức khỏe của chúng ta. Xuyên suốt quá trình tập, cố gắng nhắm mắt của mình lại để có thể lựa chọn được một lực đẩy thật sự là hợp lý. Cái điều khó nhất trong khi tập luyện yoga không phải là tập đúng tư thế động tác, mà chính là chúng ta phải ước lượng được cái lực đẩy, lực kéo, lực bóp thật là vừa sức để có thể đạt tối đa được cái lợi ích của tư thế động tác. Tránh trường hợp là chúng ta lãng phí nhiều nguồn lực, tập trung quá nhiều vào những thứ ít cần thiết. Và lâu dần cứ với cái tâm thái tập luyện như vậy đấy, tâm thái tập luyện sai thì chúng ta sẽ đánh mất nhiều cái cơ hội để giúp cơ thể phục hồi đúng cái thời điểm mà cơ hội cần phục hồi. Rồi từ từ hạ xuống, ngồi thẳng lưng. Thì đứa trẻ cứ đùng đỉnh chậm rãi thôi, nhấc chân trái của mình lên, vòng cẳng tay qua khóa thật chặt. Tư thế động tác này nhìn thì rất là đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể làm được. Nhưng để có thể khóa được chặt tư thế, đặc biệt là hai ổ khớp vai và cánh tay, là một cái điều không hề đơn giản. Trong các loại trí thông minh thì trí thông minh về vận động là một trong những trí thông minh rất là đặc biệt. Có nghĩa là chúng ta có những cái cảm xúc, có những cảm giác, có những cái tư duy mà để có thể lột tả được ý nghĩa, mục đích cũng như là cái mong muốn của mình thông qua các cái dạng vận động, các dạng vận động nhé, tư thế hình thể cơ thể hay còn gọi là body language ấy. Cố gắng nào, đưa toàn bộ sự chú ý của mình vào sâu trong cơ thể, cụ thể là ở những vị trí mà tư thế động tác đang cần được tác động. Càng khóa chặt bao nhiêu thì khi buông ra chúng ta càng cảm thấy dễ dàng, cảm nhận thấy cái sự thoải mái. Đừng dùng một cái áp lực quá lớn nhé, thì chúng ta không đủ sức để giữ được cái thời gian quy định. Từ từ đùng đỉnh này, giữ thẳng chân trái nào, thẳng lưng, kéo sát về trán của mình. Thời gian giữ tĩnh tư thế tối thiểu là 45 giây, tối đa khoảng 1 phút 30 giây. Ở cái thời gian đó đấy thì cơ thể của chúng ta mới có đủ thời gian để giúp cơ thể biến đổi theo cái hướng tích cực. Chúng ta biết rằng là uốn được một cái cây đấy, cái cành cây hay là một cái cây theo cái thế mà mình mong muốn, thì chúng ta cũng cần phải uốn trong một thời gian đủ. Cũng giống như là những cái vận động viên chuyên nghiệp, hoặc những người tập luyện gym, hoặc là những người tập vật lý trị liệu, thì cần phải làm đi làm lại một tư thế động tác rất là nhiều lần, thậm chí là nhiều nghìn lần trong một thời gian nhất định. Có nghĩa là chúng ta phải lặp đi lặp lại tư thế rất là nhiều lần, nhưng phải giữ trong một thời gian nhất định nhé, chứ không phải là chúng ta giữ một động tác mà cả một năm trời xuyên suốt một thời gian như vậy. Chúng ta không thể đứng mãi, ngồi mãi hoặc nằm mãi, đúng không? Chúng ta phải thay đổi tư thế liên tục, nhưng phải trong một thời gian nhất định. Lặp đi lặp lại, cái việc lặp đi lặp lại đấy nó sẽ làm cho cơ bắp của chúng ta biến đổi theo cái hướng tích cực, cái mục tiêu mà chúng ta đề ra. Rồi từ từ hạ xuống này, gác cái chân trái sang bên chân phải, lên trên đầu gối nhá. Thế vặn người, đưa tay phải sang, vặn. Động tác phải lặp đi lặp lại nhiều lần trong nhiều ngày, và phải giữ trong một thời gian quy định, cụ thể là 45 giây cho tới 1 phút 30 giây. Nếu như ít hơn cái thời gian đó thì cơ thể của chúng ta không nhận được cái sự kích thích. Ít hơn thời gian đó thì cơ thể chúng ta không nhận được cái sự kích thích
Và nhiều hơn thì cho dù chúng ta có thể nhận được một số lợi ích, ví dụ như là cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn một chút sau buổi tập, chứ nó không hề có cái sự tích lũy nhá. Có nghĩa là không có sự tích lũy sức khỏe. Còn nếu như chúng ta giữ nhiều hơn cái thời gian mà quy định ấy, là trên 1 phút 30 giây, có thể sức khỏe, sức trẻ thì chúng ta còn có thể làm được và cơ thể vẫn có sự biến đổi. Nhưng về lâu về dài thì cơ thể sẽ bị tổn thương ít nhiều. Có nghĩa là nếu như làm nó quá sức đấy thì nó phải chấn thương và tổn thương. Cái việc chấn thương và tổn thương ở cái độ tuổi trẻ thì không thành vấn đề nhiều, sẽ nhanh chóng và phục hồi thôi. Nhưng đối với người trung tuổi và đặc biệt là cao tuổi, cũng như những người có bệnh ấy, thì quá trình phục hồi nó sẽ làm gián đoạn cái quá trình mà mình trị liệu cũng như là nâng cấp sức khỏe. Cụ thể là chúng ta đang cần nâng cấp sức khỏe và trị liệu dưỡng sinh, nhưng quá trình đó chúng ta lại vô tình làm tổn thương thì dẫn tới là làm chậm cái quá trình phục hồi cơ thể của chúng ta, rất là lãng phí và đáng tiếc. Từ từ buông lỏng xoay lại cũng chậm rãi nhẹ nhàng thôi. Nhấc chân trái đặt sang bên, co chân phải bằng với chân trái, hai tay đưa xa về sau. Nào, tiếp tục nhá, cố gắng ước lượng này sao cho hai tay cao bằng nhau. Tiếp tục thì cái bàn đẩy lên, hướng gương mặt của mình lên phía trên trần. Động tác này cũng là một tư thế khá là khó. Thường thì có những cái dạng động tác và cái dạng vận động như sau. Có những động tác thì kéo căng, nó giống như chúng ta kéo giãn sợi dây chun ấy. Nhưng có những động tác thì đẩy, dùng lực đẩy. Cụ thể là tư thế này. Có những động tác thì vặn xoắn, là như tư thế ban đầu đấy, tư thế phía trên đấy. Và cũng có những tư thế động tác thì lại đứng vững, trụ vững, có nghĩa là cân bằng. Nhưng những tư thế là những cái tư thế mà đơn giản thôi. Còn những cái tư thế phức tạp chính là những tư thế mà vừa vặn xoắn, vừa thăng bằng, vừa lực đẩy, vừa lực kéo. Thì ở đây các bạn có thể hình dung ra rất là dễ dàng đúng không? Tư thế đơn giản là những tư thế chỉ kéo hoặc chỉ đẩy, hoặc chỉ vặn xoắn, hoặc chỉ thăng bằng. Nhưng những tư thế phức tạp không phải là động tác khù khoằm, mà là chúng ta làm sao vừa phải kết hợp tất cả những cái trạng thái cảm xúc vào một. Giả thiết cụ thể như tư thế này, chúng ta chỉ tập trung vào việc là khống chế cái lực đẩy sao cho thật là vừa sức. Khá là dễ dàng đúng không ạ? Chúng ta chỉ tập trung vào một việc thôi, là sử dụng cơ thể của mình, thu tất cả các giác quan trong cơ thể của mình lại, tập trung vào tạo ra một lực đẩy thật vừa sức, để sao cho khi chúng ta buông ra đấy, nó cảm thấy sự dễ chịu và thoải mái. Rồi hạ xuống, duỗi thẳng hai chân của mình ra. Tiếp tục này, đổi bên. Tôi thấy đứa trẻ tiếp, nâng chân phải kéo quàng qua. Nhắm mắt của mình lại nhé. Khi nhắm mắt thì chúng ta sẽ rất dễ dàng thu giác quan của mình vào trong, từ đó khống chế được cái lực kéo ở tư thế này. Tư thế này thì hai cánh tay của chúng ta cố gắng sao cho siết một cái lực kéo thật hợp lý để có thể làm được tư thế một cách hoàn hảo nhất. Chân phải thì thả lỏng ra để được bị kéo, tránh trường hợp là chúng ta kéo mạnh tay quá và chân đau quá. Chân bị kéo mạnh quá, đau quá thì chúng ta lại đạp chân ra, thành ra rất là lãng phí sức khỏe. Có vị trí thì kéo rất là nhiệt tình, nhưng có vị trí thì lại đẩy rất là nhiệt tình. Có nghĩa là cơ thể chúng ta không đồng bộ. Ở đây tay kéo thì chân cố gắng thả lỏng ra để đón nhận cái lực kéo đấy, đón nhận các cái cảm giác dễ chịu thoải mái đấy, đón nhận cái sự chăm sóc đấy. Càng tập lâu dần thì các bạn càng phát hiện ra một điều rằng là động tác phức tạp không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta có thể điều khiển và khóa chặt được cái tư thế động tác đó hay không.
chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát được tư thế động tác đó hay không. Rồi, từ từ này, giữ thẳng chân phải ra, thẳng lưng, kéo căng. Đây cũng là một động tác khá là khó. Đơn giản là vì cái lực kéo nó quá lớn. Nếu như chúng ta mà không thể tự dùng tay kéo sâu được như thế này thì sử dụng sợi dây kéo hỗ trợ. Có nghĩa là chúng ta kéo vừa phải thôi, vừa sức của mình thôi. Cái việc vừa sức nó cực kỳ quan trọng. Nó giúp chúng ta hiểu được sức khỏe của chúng ta tại thời điểm hiện tại nó đang ở cái ngưỡng nào. Thông qua các tư thế động tác thì tự động chúng ta sẽ biết rằng là mình cần chăm sóc cơ thể của mình, chính xác là chăm sóc cái vị trí cơ thể của mình thông qua tư thế động tác này với bao nhiêu phần trăm cảm xúc, bao nhiêu phần trăm sức khỏe, để tránh trường hợp chúng ta kéo mạnh tay quá dẫn tới đau, chấn thương và tổn thương. Đại đa phần mọi người khi tập là không đánh giá được đúng cái tình hình. Chính vì vậy mà rất là lãng phí cái thời gian cũng như cái nguồn lực chúng ta bỏ ra đi tập luyện, dành ra đi cho việc tập luyện. Từ từ co chân phải lại, gác sang bên trái, ngang với đầu gối chân trái nhé. Đưa tay trái của mình sang, vặn người đùng đỉnh thôi. Đây là tư thế vặn xoắn. Đối với rất nhiều người thì tư thế này khá là khó. Phần vì bụng của chúng ta quá là to. Thường thì bụng của nữ giới mà khi chúng ta đo đấy, đo bằng cái thước dây đấy, mà rộng hơn 80cm. Đối với nam giới thì hơn 90cm. Thì có nghĩa là cơ thể của chúng ta đã nhiễm mỡ nội tạng. Và các cái ổ khớp nó dính vào rất là nhiều, đặc biệt là ổ khớp vai. Chính vì vậy mà chúng ta tập tư thế này khá là khó. Cách để tập tư thế này dễ nhất thì tốt nhất là chúng ta giảm cái lượng mỡ nội tạng của mình xuống, giảm cái vòng bụng của mình xuống. Đang là 80 thì bây giờ chúng ta đưa về 70 thôi, thì tự động chúng ta tập được rất là dễ dàng. Và các cái ổ khớp nó cũng rất là mềm mại. Có nghĩa là thông qua các tư thế động tác không chỉ giúp chúng ta tác động được vào các ổ khớp, cơ bắp, dây thần kinh, giúp chúng ta khỏe mạnh hơn, mà còn giúp chúng ta giảm được mỡ và giảm được cả mỡ nội tạng. Càng khóa chắc, chặt chẽ thì hiệu quả càng cao. Chắc, chặt chẽ. Từ từ buông lỏng, xoay lại, gỡ chân này, thế nữa câu ngồi, co sát hai chân vào lòng, thẳng lưng của mình lên, rồi trải dài về trước, thoải mái thả lỏng. Đây cũng là một tư thế rất là khó đối với những người trung tuổi, đặc biệt là nam giới và nhiều tuổi. Phần lớn vì cái khớp cổ chân của chúng ta rất là cứng. Chính vì vậy mà chúng ta đè những tư thế động tác này chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Tuy nhiên ấy, đại đa số chúng ta không đánh giá được tình hình là cái khớp cổ chân nó quan trọng như thế nào đối với toàn bộ sức khỏe của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta không tập luyện hoặc là không để tâm nhiều. Cái việc cái khớp cổ chân nó cứng nó không làm gì ảnh hưởng nhiều đến các vận động của chúng ta. Nhưng thực tế thì rất nhiều các cái trường hợp tổn thương khớp cổ chân, khớp gối và khớp háng, nguyên nhân chính đều là do cái cổ chân của chúng ta rất là yếu,
Cụ thể như là chúng ta bị bàn chân bẹt mà chúng ta không hề biết mình bị bàn chân bẹt. Bàn chân bẹt có nghĩa là chúng ta có thể test kiểm tra được là chúng ta bị chai chân ở phía ngón chân út, ở lòng bàn chân phía ngón chân út, hoặc là ngón chân cái nhé. Có nghĩa là cái khớp cổ chân của chúng ta nó rất là yếu và nó dẫn tới là lòng bàn chân chúng ta bẹt. Nó làm cho thay đổi toàn bộ trọng lượng cơ thể của chúng ta, dồn vào những vị trí không thích hợp. Lâu dần là dẫn tới tổn thương xương khớp. Cái quá trình này có thể kéo dài ra 1 hoặc 20 năm. Thành ra chúng ta chủ quan, từ từ buông lỏng, nhường dây, duỗi hai chân của mình về trước, hơi nhích cái mông về trước một chút xíu, lật cái cày. Hầu hết tất cả các quá trình mà dẫn tới vấn đề sức khỏe của chúng ta bị xuống cấp thì đều kéo dài trong rất là nhiều năm. Mỗi một năm thì sẽ thay đổi một chút xíu. Chính vì vậy mà chúng ta rất là khó có thể cảm nhận được. Đến khi cái tình trạng nó nặng rồi thì chúng ta mới bắt đầu nghiêm túc xử lý. Tuy nhiên lúc đó đấy thì chúng ta hầu hết không biết là chọn cái phương pháp nào cho nó phù hợp. Chính vì vậy mà chúng ta thử rất là nhiều cái phương pháp khác nhau, dẫn tới là lãng phí rất là nhiều nguồn lực, đặc biệt là thời gian. Nhiều khi còn vô tình tạo ra những cái sự tổn thương, và những sự tổn thương đó làm chậm quá trình phục hồi của chúng ta. Ở tư thế động tác này đấy thì cố gắng sao cho thả lỏng toàn bộ cột sống ra, thả lỏng toàn bộ khoang bụng, xung quanh vùng rốn. Cảm nhận cái sự tác động vào các đốt sống. Có rất nhiều tư thế thì tác động vào da thịt, có rất nhiều động tác tác động vào các ổ khớp. Và cụ thể tư thế này là tác động trực tiếp vào trong các ổ khớp, tách, kéo giãn các ổ khớp ra. Chính vì vậy chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu, thoải mái, thậm chí là vui thích, sướng. Đặc biệt là đối với những người ngồi nhiều hoặc là đau mỏi lưng. Rồi, từ từ hạ xuống, nâng chân trái này, gác lên trên đầu gối chân phải. Hai tay kéo chân phải xuống. Cứ làm được đến đâu hay đến đó nhé, tùy theo sức của mình. Căng, chắc, chặt chẽ. Khóa được tư thế chắc, căng, chặt chẽ thì đó mới là vấn đề cần thiết nhất, chứ không phải tập và thực hiện được bằng được tư thế. Sức khỏe, cảm xúc của chúng ta để dành vào những việc có giá trị hơn. Tránh trường hợp chúng ta lựa chọn yoga là để chăm sóc, nâng cao sức khỏe của mình. Sử dụng sức khỏe vào việc nhiều việc có giá trị hơn, ví dụ như chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình, hoặc sử dụng sức khỏe đó để kiếm tiền, học tập. Nhưng nếu như chúng ta coi yoga là cái môn tập luyện để mà giải phóng bớt năng lượng, để mà thể hiện cái trình độ của mình, thì rất là lãng phí. Bởi yoga không phải sử dụng vào những cái việc đó. Chúng ta có thể sử dụng nhiều cái môn thể thao khác để đáp ứng được cái nhu cầu đó. Và thực tế là có rất nhiều người không thích yoga vì nó không đem lại cái cảm giác thăng hoa khi chúng ta chinh phục. Nhưng bản chất của yoga chính là chinh phục chính cái cảm xúc của mình, chứ không phải chinh phục cái hình thái của tư thế. Từ từ buông, đổi chân nào, cứ chậm rãi nhẹ nhàng thôi. Sau khi các bạn có thể tập vài buổi là chúng ta có thể dễ dàng quen với các cái việc, cái tâm thái khi tập và cái cảm xúc khi tập rồi. Nhắm mắt của mình lại, thu toàn bộ 5 giác quan vào sâu trong cơ thể, đặc biệt là trong tư thế động tác, sao cho có cảm giác là các tư thế động tác chúng ta đều chọn một cái lực kéo thật vừa sức để cảm nhận được cái sự dễ chịu, thoải mái từ tư thế động tác đem lại. Cảm giác vui thú, thích, nó giống như là chúng ta massage, xoa bóp vậy. Dễ chịu cực kỳ, rất là thoải mái.
Còn nếu như chúng ta lỡ tay kéo mạnh quá thì cảm giác đau nó giống như là bẹo cấu vào da thịt của mình, rất là khó chịu. Cố gắng nhé, thu giác quan của mình vào sâu trong cơ thể, nhẹ nhàng khóa thật chặt chẽ. Từ từ tăng lực kéo và từ từ giảm lực kéo nếu như mình muốn thay đổi tư thế, hoặc trong trường hợp mình không đủ khéo léo, lỡ kéo một nhịp nhanh quá. Chậm rãi từ từ buông lỏng, buông ra. Đúng rồi. Rồi, co hai chân lại, hai tay túm lấy hai cổ chân. Thế cầu đỗ vai rồi, đẩy lên. Mình có thể nhắm mắt nhưng vẫn rất là dễ dàng tự sửa được cho mình. Xoay hai cái bàn chân song song với nhau. Nào, đưa sự chú ý của mình về phía bàn chân. Tự sửa và tự ước lượng. Khi mình nhắm mắt lại rồi thì mình có cảm giác như là chúng ta đang nhìn thấy cơ thể của chúng ta đang ở cái trạng thái nào. Nó giống như là hình ảnh 3D đấy. Chúng ta có thể dễ dàng quan sát của chúng ta. Chúng ta có thể dễ dàng quan sát cơ thể của chúng ta ở bất kỳ một hướng góc nào. Lúc này đây khi chúng ta đang nhắm mắt nhé, cứ mỗi ngày một chút, cái độ nhạy cảm nó sẽ tăng dần lên theo thời gian. Chính vì vậy mà có thể ban đầu chúng ta khó có thể sửa được. Nhưng càng lâu dần ấy, đôi khi chỉ 2-3 buổi thôi, chúng ta có thể tự sửa cho mình bằng cách là nhắm mắt lại. Khi đó thì chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận và quan sát được mình từ tất cả các hướng. Có cảm giác như mình đang nhìn mình từ phía ngoài vào, chứ không phải nhìn mình từ phía trong ra nữa. Nhìn từ phía ngoài có nghĩa là chúng ta có cảm giác như mình đang hướng mình ra phía ngoài, và có một cái ánh mắt nào đó đang nhìn mình từ phía ngoài và tự sửa cho mình tư thế động tác. Rồi hai tay chống xuống dưới lưng, sao cho tất cả các ngón tay quay sang hai bên. Thế cái cầu đầy đủ rồi, giữ thẳng hai chân của mình ra, từng chân một thôi. Chậm rãi nhẹ nhàng, căng chắc chặt chẽ. Đây là một tư thế khá là khó. Vì để thực hiện được tư thế này thì hầu hết tất cả các cốt đốt sống của cuộc sống của chúng ta phải có cái sự dao động nhất định. Hầu hết mọi người đều có sự tổn thương ở xương, có thể là các ổ khớp, tay, vai hoặc là gối, hông và các đốt sống. Tuy nhiên, cái cách chữa trị trị liệu đơn giản nhất chính là tăng biên độ dao động của các cái ổ khớp đó lên thông qua các cái tư thế động tác. Cứ ở đâu ách tắc, máu huyết không lưu thông. Cứ ở đâu ách tắc, máu huyết không lưu thông thì ở đó sẽ phát sinh ra những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe và bệnh tật. Khi chúng ta biết và ý thức được cái điều đó, cũng như nhìn được, hiểu được vấn đề nó là ở đó, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng tiến tới hoặc là tìm các cái giải pháp nâng cấp sức khỏe của mình. Chứ không phải là ôi động tác nó khó lắm, đau lắm cũng không tập được đâu. Chúng ta đâu cần phải tập động tác làm gì đúng không ạ? Chúng ta tìm kiếm các cái phương pháp, các cái công cụ khác nhau để giải quyết vấn đề đau mỏi xương khớp của chúng ta. Và đây là một cái công cụ, yoga chính là một cái công cụ để giúp chúng ta giải quyết vấn đề của mình. Từ từ co chân trái lại, tiếp tục co chân phải, hạ xuống thoát khỏi tư thế. Giữ thẳng hai chân, dang hai tay. Thế vặn người, nâng chân trái của mình lên, đổ sang úp sấp hông xuống, chân không chạm xuống sàn nhé. Đầu quay sang tay trái. Càng lớn tuổi dần lên thì cái khấu hao cơ thể của chúng ta nó rất là nhanh. Có nghĩa là cơ thể chúng ta bị xuống cấp và có khấu hao. Chính vì vậy mà tất cả các bệnh tật, rối loạn chuyển hóa chúng ta sẽ ít nhiều mắc phải
đặc biệt là các bệnh về xương khớp. Hầu hết mọi người đều có vấn đề. Và yoga nó là một cái công cụ giúp chúng ta giải quyết được cái vấn đề của chúng ta là đau xương khớp. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải tập đúng theo cái cách huấn luyện viên hướng dẫn đưa ra. Tránh cái trường hợp là chúng ta tập trung vào cái việc là tập lấy động tác và tìm kiếm cái niềm vui trong tư thế động tác. Khi chúng ta thực hiện được tư thế, nó giống như là đứa trẻ đấy, làm được cái động tác gì đó hay đẹp thì mọi người hân hoan vỗ tay cười vui. Không phải nhá, chúng ta không tìm tới cái tư thế động tác hay là cái kết quả hình thành được thông qua tư thế động tác, mà chúng ta tìm kiếm đến cái động tác đó nó đem lại được cho chúng ta cái lợi ích gì. Đúng không ạ? Cũng giống như chúng ta ăn bát cơm đấy, chúng ta không tìm kiếm cái việc ăn cơm nó ngon, mà chúng ta tìm kiếm cái việc là cái cơm đó nó cho chúng ta cái lợi ích gì. Để tránh cái trường hợp là chúng ta ăn phải những cái thức ăn mà nó ngon, nó vui nhưng mà nó lại độc hại. Cũng giống như là khi chúng ta uống rượu đấy, rõ ràng là rượu chỉ cho chúng ta cái niềm vui là say thôi, nhưng rượu lại cho chúng ta rất nhiều cái sự độc hại, dẫn tới tổn thương cơ thể rất là nặng. Rồi nâng chân lên, hạ xuống, đổi chân rồi, đổ sang, xoay đầu sang bên phải, vặn vào cột sống nhé. Xuyên suốt quá trình tập, cố gắng làm sao mà có thể nhắm mắt được hết và tạo ra một cái thói quen trong quá trình tập luyện là nhắm mắt để đưa tất cả những giác quan của mình sâu vào trong cơ thể. Thông qua sự tác động của tư thế động tác, chúng ta sẽ đưa một cái lực kéo, lực đẩy, lực vặn xoắn thật là khéo léo, thì chúng ta mới có thể dễ dàng cảm nhận được cái sự tác động của tư thế động tác đến cơ thể của chúng ta một cách tích cực. Tập đến đâu dễ chịu đến đó, tập đến đâu sướng đến đấy. Rồi nâng chân của mình lên, hạ xuống, tách rộng hai chân, hơn thảm, tay đan ở phía sau, đỡ lấy gáy của mình. Rồi kéo nhẹ cái đầu của mình lên, thả lỏng vai, gáy, kéo giãn các đốt sống cổ. Rồi hạ xuống, thoải mái thả lỏng, dang rộng hai tay. Phần trọng động của buổi tập chính ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ chuyển sang phần thư giãn, thả lỏng. Cố gắng thật thoải mái, nằm thư giãn khoảng vài phút nhé. Chỉ cần vài ba phút thôi. Mục tiêu của chúng ta hướng tới là cảm nhận, thu tất cả các giác quan của mình vào trong cơ thể, cảm nhận cái sự thay đổi và sự tác động của tư thế động tác đối với da thịt cơ thể chúng ta, giúp chúng ta càng ngày càng nhạy cảm lên và dễ dàng kiểm soát cũng như tìm kiếm, kiểm tra những cái nơi mà không được khỏe mạnh trong cơ thể của chúng ta. Thật thoải mái, hít sâu, thả lỏng, thở ra, nghỉ vài phút.
Thôi, xoa hai tay vào nhau. Xoa tròn. Ấp hốc mắt. Xoa hai tay vào nhau. Ấp vào mắt. Xoa hai tay. Ấp vào mắt. Xoa toàn bộ gương mặt. Cào chân tóc. Thôi, tay đàn đỡ phía sau đầu rồi, bóp gáy. Thôi, vung chân ngồi dậy. Buổi tập của ngày hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và để có thể hỗ trợ Kim Toàn truyền tải cũng như chia sẻ thật nhiều kiến thức bổ ích của Kim Toàn tới cộng đồng, giúp cộng đồng chúng ta khỏe mạnh hơn, xinh đẹp hơn, cũng như là chữa trị phòng chống rất là nhiều bệnh tật rối loạn chuyển hóa, thì các bạn vui lòng nhấn một nút thích, hoặc là comment, hoặc là ánh những cái dấu chấm vào đó thôi, hoặc là thả những cái icon để những cái thuật toán của YouTuber có thể chia sẻ và nhân rộng, cũng như hiểu được rằng là cái video của Kim Toàn, cái sự chia sẻ của Kim Toàn là có giá trị. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.